Đền Mẫu Hưng Yên hay còn gọi là Hoa Dương Linh Tự hoặc Đền Mẫu Dương nằm trong khu di tích Phố Hiến, tọa lạc tại đường Bãi Sậy, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, là một trong những nơi thờ cúng linh thiêng của tỉnh Hưng Yên. Đền Mẫu thờ bà Quý Phi họ Dương, người đã tuẫn tiết để giữ lòng trung thành với vua và trung thành với Tổ quốc. Theo Đại Lam Nhất Thống Chí và Thần Tích thì bà là vợ vua Tống Đế Bính ở bên Trung Quốc. Năm 1279, quân Nguyên Mông xâm lược nước Tống. Trước sức mạnh của giặc, vua Tống cùng hoàng tộc xuống thuyền chạy về phương Nam tránh nạn. Tướng nhà Nguyên Mông là Trương Hoàng Phạm cho quân đuổi theo đến Nhai Sơn thì bắt được. Vua Tống và một số phi tần không chịu khuất phục đã nhảy xuống biển tự vẫn. Dân Chài, cửa Càn Hải, vùng Châu Hoan, Nghệ An thấy xác bốn người phụ nữ y phục như hậu phi, cung phi trôi trên mặt biển. Họ vớt được ba xác đem về chôn cất, còn xác thứ tư trôi ngược dòng lên phía bắc. Truyền rằng xác người phụ nữ trôi ngược dòng đó ít ngày sau dạt vào cửa sông vùng Phố Hiến, được dân cư ở đây vớt lên mai táng chu đáo và lập miếu thờ. Về sau có quan thái giám họ Du đời Tống trong cơn loạn lạc đã lưu lạc tới vùng Xích Đằng Phố Hiến. Một đêm nằm mộng thấy thái hậu hiện về và nói: chị em ta sau khi nhảy xuống biển, thượng đế khen là trinh tiết, phong cho làm hải thần các cửa biển ở Châu Hoan, Sơn Nam đều thuộc chị em ta cai quản. Ông là tôi con của bản triều, nay lưu lạc đất khách quê người, lên đến cửa Càn ở Hoan Châu thăm hỏi một lần, rồi đến thượng lưu Đằng Giang, hạ lưu Hoàng Giang, huyện Kim Động, phủ Khoái Châu, trấn Sơn Nam Thượng mà phụng thờ Quý Phi. Tỉnh mộng, quan thái giám tìm đến hai nơi, quả nhiên như lời đã báo mộng. Ông đã cùng nhân dân tu sửa lại miếu, lập làng Hoa Dương để tưởng nhớ đến Quý Phi họ Dương, người Trung Hoa. Khi thái giám mất, dân làng tôn xưng làm thành hoàng làng, thờ ở đình Hiến. Đời vua Trần Anh Tông, niên hiệu Hưng Long thứ hai, vua Thân Trinh đi đánh Chiêm Thành. Khi qua đây nằm mộng thấy thần nữ, chỉ riêng Quý Phi, đến xin âm phù giết giặc. Sau khi thắng trận trở về, nhớ tới công lao đó của Quý Phi, một mặt nhà vua cho tôn tạo lại đền, miếu. Một mặt vua cho các bến bãi thu thuế thuyền buôn, trích ra một phần cung cấp cho việc phụng thờ. Người dân đi biển, đến đây lễ bái cầu xin, thuận buồm xuôi gió đều được như ý. Theo Đại Lam Nhất Thống Chí, đền Mẫu được xây dựng vào thời Trần Nhân Tông, niên hiệu Thiệu Bảo Nguyên Niên, năm 1279. Trải qua các triều đại, đền đều được trùng tu. Năm Thành Thái thứ 8, năm 1896, đền Mẫu được trùng tu lớn, có quy mô như ngày nay. Đền Mẫu Hưng Yên, thờ bà Dương Quý Phi, là hoàng hậu cuối cùng của triều Tống, Trung Hoa. Đây là điểm khác biệt hiếm thấy trong các ngôi đền cổ của người Việt, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị của nhân dân hai nước Việt Trung. Ai đã đến Hưng Yên dù chỉ là một lần, nhưng nếu chưa đến thăm đền Mẫu thì đó là một thiệt thòi vô cùng lớn. Bởi đây là ngôi đền có cảnh quan kiến trúc nằm trong quần thể di tích Phố Hiến. Đền Mẫu là một di tích không chỉ đẹp về địa thế, kiến trúc, cảnh quan, mà ở trong đó còn chứa đựng những giá trị văn hóa, vật thể cũng như phi vật thể hết sức độc đáo. Nghi môn của đền được xây dựng khá đẹp, kiến trúc kiểu trồng diêm, 2 tầng, 8 mái, cửa xây vòm cuốn, có một cửa chính và hai cửa phụ. Trên vòm cuốn có bức đại tự ghi kiểu chữ Triện, Dương Thiên Hậu, Tống Triều và bức chữ Hán, Thiên Hạ Mẫu Nghi. Qua nghi môn là sân đền, giữa sân có cây cổ thụ. Theo truyền thuyết, cây có tuổi gần 700 năm, được kết hợp bởi ba cây xanh, đa, si quấn quýt lấy nhau, tạo thế chân kiềng vững chắc, bao trùm toàn bộ ngôi đền. Con ơi. Sao khác?
thế mình phải cho vào video đi. Đây đang là đền mẫu Tôn Yên. Đền mẫu Hiếu Dương. Tên nó là đền mẫu Hiếu Dương, Tôn Yên. Có cái gì gì nói cái di tích. Xanh. Cái xanh. Cái xanh.